Thưa quý vị, khi còn là học sinh trung học, tôi đã đến Việt Nam và thứ đó giá trị quan về văn hóa ẩm thực của tôi đã giảm khoảng 90 độ. Tôi ấn tượng trước văn hóa ẩm thực phong phú của Việt Nam. Tôi ngạc nhiên đến bảo hoàng với hương vị của các món ăn hải sản Việt Nam. Sau đó tôi được biết việc ca chất hàng hóa do ô nhiễm nguồn nước xảy ra ở Việt Nam. Tôi thực sự rất sốc về việc này. Tôi đã quyết định tìm hiểu vấn đề ô nhiễm nguồn nước. Tôi đã thức tập và thống thắc về văn hóa ẩm thực của Việt Nam và ảnh hưởng của sự ô nhiễm nguồn nước đó. Tôi muốn truyền đạt đến Nhật Bản sự tuyệt vời của nguồn tài nguyên thiên nhiên của Việt Nam. Tôi đã trình bày vấn đề này trước nhiều giáo sư đại học trong cuộc phát biểu do nhà trường tổ chức. Tôi đã quyết tâm khi vào đại học, tôi sẽ nghiên cứu về vấn đề ô nhiễm nguồn nước của Việt Nam. Sau đó vài năm, tôi đã đến Quảng Bình, nơi bị ảnh hưởng trực tiếp tai họa ô nhiễm biển. Ở đó, tôi đã được trải nghiệm quả thật rằng tôi đã được trải nghiệm một sự khổ rất đặc biệt. Đó là sau khi ăn tối tại một quầy hàng trên phố, tôi muốn đi nhà vệ sinh nên đứng lên hỏi cô bán hàng: "Cô ơi, nhà vệ sinh ở đâu hả cô?" Cô bán hàng giơ ngón tay chỉ đại một hướng và bảo: "Đằng kia." Tôi vẫn không biết chính xác là nhà vệ sinh ở đâu. Tôi cứ đi một mình để tìm. Tôi đang bước trên con đường tối om thì đột nhiên rơi tống xuống một dãy nước sâu chất bẩn ngập đến tận mặt. Tôi bôi cho nước với một nửa hồ bía chưa may hết và may mắn đã lên được bờ trước khi chết. Tôi mang theo nước dây hôi tối chảy xuống dọc đường mà về đến khách sạn. Khách sạn đó quả thực rất thối. Người phải mùi nước dây của Quảng Bình, tôi thấy ghê sợ việc ăn hải sản Việt Nam. Nhưng chỉ trong mấy tiếng đồng hồ, tôi đã có một trải nghiệm quả thật là khủng khiếp. Nhưng vì sao bạn tiếp tục ăn hải sản Việt Nam, quý vị có biết không? Tôi thì tôi không biết, bởi vì tôi là người trước một món ăn ngon, dù biết rằng nó có hại cho cơ thể đấy, tôi vẫn cứ muốn ăn. Nhưng mà tôi muốn làm cho mình và mọi người sáng nay sẽ có thể được ăn hải sản ngon và an toàn của Việt Nam. Vì thế tôi muốn nghiên cứu sâu về vấn đề ô nhiễm nguồn nước. Làm sao tôi sẽ chỉ đi tìm nhà vệ sinh sau khi đã hỏi kỹ và biết rõ vị trí của nó. Xin cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe. Xin cảm ơn bạn có một bài trình bày rất là thú vị và đồng thời rất là ý nghĩa. Trước khi hỏi câu hỏi thì cô muốn biết là em đã học tiếng Việt được bao lâu rồi? Xin cô nói lại một lần được không? Em đã học tiếng Việt được bao lâu rồi? Bao lâu? Dạ thưa cô, Học đi 4 năm. Em đã học tiếng Việt. Cái câu hỏi em có câu hỏi. Tức là theo em,
vấn đề ô nhiễm nguồn nước của Việt Nam như thế nào? Vấn đề ô nhiễm nguồn nước của Việt Nam như thế nào? Ví dụ em muốn nghiên cứu về biển bao trùm. Thì theo em chúng ta phải làm gì để cái bảo vệ nguồn nước cho được trong sạch? Câu hỏi không có rõ nghĩa. Câu hỏi không có rõ nghĩa. Theo em thì chúng ta phải làm gì để có thể bảo vệ được nguồn nước cho nó trong sạch? Nguồn nước tốt, chúng ta phải làm gì để giải quyết cái vấn đề ô nhiễm nguồn nước? Em phải học tiếng Việt.